cả thế hệ trẻ Việt Nam tại đất nước chúng ta. Dĩ nhiên sức mạnh lớn nhất để thay đổi chế độ vẫn là sức mạnh của toàn dân Việt Nam ngay tại quốc nội Việt Nam. Chúng ta là những người chiến sĩ để khởi động cái nguồn lửa này cho cái sức mạnh dân tộc chúng ta được quật khởi. Đó là cái sự chính đáng nhất của cái Liên minh Dân tộc Việt Nam. Kính mời anh Lê Kim Hùng hiện đang có mặt trên hệ thống Zoom. Nếu anh đã sẵn sàng, xin ban kỹ thuật giúp và kính mời anh để anh có đôi lời với diễn đàn ngày hôm nay. Xin kính mời anh Lê Kim Hùng. Kính thưa ông Chủ tịch và các vị trưởng bối, ban lãnh đạo, toàn thể các thành viên Đảng Dân tộc Việt Nam cùng các vị khách quý. Như trong bộ phim tài liệu mà đã trình chiếu trong 25 phút vừa qua, chúng tôi từng được huấn luyện đào tạo tại các căn cứ ở biên tùy Đông Dương và sau đó xâm nhập vào quốc nội để thực hiện chiến dịch hòa bình. Dưới sự chỉ đạo của ông Chủ tịch Nguyễn Phú Chánh và ban lãnh đạo của chính phủ Việt Nam tự do lúc bây giờ, và sau khi hoàn thành nhiệm vụ của chúng tôi như là treo cờ vàng ba sọc đỏ, rải truyền đơn kêu gọi quần chúng nổi dậy hay là đặt sập tượng Hồ Chí Minh, có 37 người chúng tôi đã bị truy tố trước tòa án của Cộng sản với những bản án cao gấp ngưỡng kéo dài lên từ 10 đến 20 năm, cùng với tội danh mà tòa án Cộng sản đã gán nhất cho chúng tôi là một. Chúng tôi đã gặp vô vàn khó khăn về thể xác lẫn tinh thần khi bị phân biệt đối xử trong các nhà tù của Cộng sản. Nhưng với lòng kiên định và dục khí mà phần lớn anh em chúng tôi được truyền cảm hứng từ ông Chủ tịch Nguyễn Phú Chánh, chúng tôi đã không nhận tội và cũng không cũng để phản kháng lại bản án mà chúng tôi đã bị áp đặt phi dân chủ của nhà cộng sản Việt Nam. Hầu hết chúng tôi, anh em chúng tôi đều phải chung đủ án của mình. Với một bản án bất công từ 20 năm, 18, 16, 14, 12 năm mà không có một ngày giảm án nào. Kính thưa quý vị, đây là một sự chịu đựng vô cùng khắc nghiệt mà nếu không có niềm tin mãnh liệt từ vị lãnh đạo của chúng tôi là ông Nguyễn Phú Chánh thì chắc chắn chúng tôi không thể vượt qua những giai đoạn khó khăn đó. Đây được chúng tôi coi như là có sức mạnh như là một niềm tin vào Cộng giáo. Thưa quý vị, tôi là một người may mắn có cơ hội được sống và trải nghiệm gần gũi với ông Chủ tịch, vốn là một người hành động bản lĩnh và biết lo coi cái chết tựa như lâm hồng. Với thời gian mấy năm liền, ông đã tả xung thủ đột, đặt chân vào những nơi nguy hiểm nhất là tại một biên tỳ Đông Dương tại Thủy Nguyên. Cũng đã phải tốn nhiều công sức, tài chính, tâm huyết để xây dựng những mối quan hệ đối với các đối tác của Thái Lan và các thành phần đấu tranh cho tự do tại Campuchia. Chúng tôi cũng đã, ông Nguyễn Phú Chánh cũng như là chúng tôi cũng đã phải đối mặt với những nguy hiểm luôn cận kề bên mình, như là với những thủ đoạn mưu mô của chính quyền Cộng sản Việt Nam và quân Sen sẵn sàng dùng đủ mọi thứ thủ đoạn để vu khống và triệt hạ chúng tôi. Kính thưa quý vị, nhưng mà với những tâm huyết đó, mặt khác ông cũng đã phải đối phó với những sự chống phá từ những kẻ và các thế lực vốn là mang danh người tự do, cũng là những kẻ luôn sẵn sàng vì quyền lợi ích kỷ và bản linh hồn cho ma quỷ, những thế lực ghét tị chống phá và tự biến mình là những người không xứng đáng và kém cạnh tranh hơn khi họ cảm thấy điều đó. Cho nên điều này đã được phơi bày dưới một cái tên như là Hoàng Duy Hùng, từng là một chủ tịch của một tổ chức đấu tranh mà đã hiện nguyên hình là một kẻ bưng bô cho Cộng sản, một tú gàn của Sài Gòn nhỏ hay là một nghĩa sĩ bình với những cái liên lịch và đầy nghi vấn. Ngoài ra cùng có những kẻ không có muốn làm người đàng hoàng mà chỉ muốn làm người phản cách. Nếu điều đó là thực sự là quyết định của họ đúng đắn khi mà họ đầu quân cho những người lãnh đạo vốn là những kẻ xa lông chính trị hay là những kẻ quỷ buộc, những kẻ luôn chống trả lại sự thật cũng phải chịu sự phán xét của lịch sử và công luận sau này, và những người công chính nhiệt huyết thật sự phải được trả về chung vị trí và giá trị của họ.
Thưa quý vị, hình như là một bản chất của quy luật tự nhiên bóng tối cái nghĩa thường thách trước, nhưng chúng không bao giờ có tiếng nói sau cùng. Chánh nghĩa thì luôn sáng ngời và mãi mãi trường tồn với thời gian. Và đây cũng là lời kết trong bài phát biểu của chúng tôi, của tôi hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe, và xin Chúa ban phước đức và bình an cho tất cả mọi người. Xin cảm ơn. Kính thưa đại hội, kính thưa quý vị quan khách, bây giờ vừa coi động viên 25 phút, trong đó có 38 người, thì tôi là một trong 38 người đó. Kính thưa quý vị, tôi cũng mới vừa đi Thái Lan về. Đáng lẽ đi là chương trình tôi là đi là 45 ngày, nhưng mà rút ngắn lại để về đại hội. Thì qua đó thì cũng đi gặp lại anh em, những người tù, những người ở căn cứ, rồi đi lại thăm những căn cứ ngày xưa, đi thăm lại 3 căn cứ, rồi đi thăm hang tướng người Thái Lan, những người giúp cho thành lập căn cứ, quý vị vừa xem. Thì trong 38 người, thì trước khi ra tòa đó thì chết 1 người, chúng tôi ra tòa là 37 người. Sở dĩ chúng tôi nói đây đó là khi mà Trần Trường treo cờ ở Lý Đô Sài Gòn đó, ở đây đó thì ông Nguyễn Hữu Chánh có nhận cuộc phát động là trở về Việt Nam cũng treo cờ. Thì lúc đó tôi là sinh viên năm thứ hai, lúc đó hành mới 28 tuổi, chưa gia đình. Tôi về đó thì được 1 tháng, sau đó thì tôi bắt cùng với anh em trong đó, thì trải qua cũng nhiều nhà tù của cộng sản, trải qua 3-4 nhà tù cộng sản coi như là khổ sai ở nhà tù cộng sản. Thì bây giờ trong 38 anh em chúng tôi thì khi mà chết một người trong ở Sài Gòn là chết một người rồi, chốt ở Sài Gòn chết người, tổng nhà cảnh sát xưa của mình đó, chết người khi mà lên tới trại đó là chết 10 người nữa, mà cùng tất cả những đảng phái khác, có trong đó rất nhiều đảng phái trong nhà tù ở cùng anh em chúng tôi ở trong nhà tù đó. Thì đã rồi chúng tôi cũng nói chung là về Thái Lan, rồi chúng tôi cũng có về một số nữa, nhưng mà tôi không tiện anh nói ra, cũng đi thăm tất cả là những anh em đó. Thì quý vị cũng thấy là trong cuộc đấu tranh nào cũng vậy, thì cũng có những cái đau khổ, là tôi là một trong những người đó, nhưng anh em đó là cái viên gạch để lót đường. Và tôi cũng nhân dịp đi, tôi cũng nói, không phải nói cho bản thân tôi, khi mà tôi vô tù đó, tôi không phải đấu tranh cho tôi, không phải là lễ làm chốt cho tôi, gia đình tôi, mà tất cả khi mà tôi vô tù đó là tôi nói là tôi là từ Mỹ về, tôi phải làm khác người ta, tôi không phải làm như người khác. Cho nên khi mà vô tù tôi đấu tranh không có để lại cái gì trong nhà tù cộng sản. Bây giờ tôi là người ở Mỹ về, tôi phải làm khác người ta. Và quý vị thấy tôi không bao giờ dính cái gì, bất cứ cái gì ở cộng sản thôi, lại tại vì tôi rút kinh nghiệm của ông Võ Lê Tôn vô đó, xin lỗi rồi ký này kia kia nọ, tôi giúp pháp thôi. Không, tôi nói tôi ở Mỹ về tôi phải làm, và tôi đại diện cho quý vị không làm gì để cho mất mặt ở nước Mỹ này, ở cái địa phương nha. Và một điều hãnh diện nữa tôi nói quý vị là khi mà tôi về đó, về tới phi trường trên máy bay mấy trăm người, không ai được ra hết. Mà 10 phút rồi tôi cũng không biết làm sao, không ai được ra hết. Tới cái cô tiếp viên chiêu đãi hàng không đó, rồi lại đón hỏi gặp tôi, mới họ hỏi phải tôi nhẹ nhàng đúng, tôi nói đúng, thì họ mới là dẫn tôi ra, mà không ai được ra hết. Vừa ra là cảnh sát là giúp tôi ra khỏi đó, vui được 5 phút là tôi ra khỏi ngoài. Để nó nói lên cái sự đấu tranh lúc nào cũng có gian khổ. Nói thì rất là ngồi đi, nói tới thì nhớ, rất nhớ những người mà cùng sống chung tôi cõng nhiều người đi ra rồi đi luôn. Rồi cũng có một số quân nhân hồi trước
họ cũng đấu tranh, họ rồi sau 7 năm họ không chịu mà ra đồ hàng. Họ vẫn tiếp đấu, rồi sau họ sống trên bè, trên giường, trên xuồng ở miền Tây đó. Cuối cùng cũng bắt họ mà họ bệnh rồi mà cũng không ra, cho nên cộng sản thì vô hòa. Thôi tôi có đôi lời gọi tới đại hội, chúc đại hội thành công. Có người có gì?